Khánh Hoàng xin thân ái kính chào tất cả quý vị khán giả của đại gia đình Thúy Nga Brisbane. Kính thưa quý vị, như vậy là sau hơn một tháng kiên cường chống chọi với bệnh dịch COVID-19, sau hơn một tháng, các khán giả khắp mọi nơi, đồng nghiệp và những người thân trong gia đình của nữ ca sĩ Phi Nhung hiệp lời cầu nguyện. Sau hơn một tháng, với sự nỗ lực miệt mài của các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, thì nữ ca sĩ Phi Nhung đã chính thức trút hơi thở cuối cùng, lìa xa cõi tạm này vào lúc 11:57 trưa ngày 28 tháng 9 năm 2021, hưởng dương 52 tuổi. Và trước sự mất mát to lớn từ gia đình của Phi Nhung, từ những khán giả mất đi một người nghệ sĩ mà quý vị yêu mến, một người nghệ sĩ nhân hậu, và đại gia đình của Thúy Nga Brisbane cũng mất đi một người nghệ sĩ năng động, tài năng, thì ngày hôm nay Trung tâm Brisbane xin được thực hiện một chương trình được gọi là tưởng nhớ nữ ca sĩ Phi Nhung. Và kính quý vị, góp mặt trong chương trình ngày hôm nay có sự hiện diện của chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Kỳ Duyên xin kính chào quý vị. Không hiểu tại sao Duyên là cái người không có thích khóc nhiều. Và mỗi lần lên đây nói chuyện với quý vị là bao giờ cũng đầy những tiếng cười. Thôi để chị Thủy nói trước đi. Dạ, và bên cạnh chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên đó là chị Mary Tô Ngọc Thủy. Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi livestream. Xin chào tất cả các fan của nữ ca sĩ Phi Nhung thân yêu. Khi nói về nữ ca sĩ Phi Nhung thì chắc chắn chúng ta biết là trong vòng hơn một tháng vừa qua, rất nhiều những trang mạng, những YouTube đã có những cái thông tin mà gọi là nhiễu loạn hết, làm cho chúng ta rất là hoang mang, không biết là nữ ca sĩ Phi Nhung đã chính thức mất hay chưa, hay là đã hồi phục rồi. Thì tất cả những thông tin từ Brisbane đều là những thông tin chính thống và được kiểm chứng trước khi chúng tôi đăng tải lên cho quý vị biết rõ cái bình tình. Thì bây giờ chắc Khánh Hoàng mời chị Mary Tô Ngọc Thủy hoặc là chị Kỳ Duyên có thể chia sẻ cho quý vị khán giả, những người yêu mến với nữ ca sĩ Phi Nhung về cái diễn biến mà bệnh tình của ca sĩ Phi Nhung từ khi Phi Nhung mắc bệnh cho đến khi chữa trị tận tình của bác sĩ cho đến khi qua đời, thưa chị. Riêng đối với Thủy thì tại vì Trung tâm Thúy Nga đã tổ chức một cái chương trình live show gọi tên là Gọi Tên Ngày Mới. Cái live show đó diễn ra vào ngày 22 tháng 8. Thì vào tháng 6 thì Trung tâm Thúy Nga đã tung ra cái poster đó. Thì trong đó có Phi Nhung Mạnh Quỳnh, chương trình đó gọi là Song Ca. Thì có những cặp song ca yêu mến của Trung, rất là được yêu mến của Trung tâm Thúy Nga. MC thì đặc biệt có Kỳ Duyên, chú Ngạn và Ngọc Hân. Thì chương trình đã được tung ra vào tháng 6. Thì theo Thủy biết đó thì cũng nhắn tin qua lại với Phi Nhung để nói về chương trình Em Về Em Xá Hát gì với Mạnh Quỳnh như thế nào. Thì Phi Nhung nói là Thủy còn nhớ là vào ngày 13 tháng 7 thì Phi Nhung nói tuần tới em về Mỹ rồi, bây giờ em có công một việc này em nhờ chị, thì chị có thể giúp được em không? Thì chị nói, Thủy nói ok, đó là cái đó. Thì sau đó đó thì không thấy Phi Nhung về, thì qua đó tới 1 tây tháng 8 thì Thủy điện thoại cho quản lý của Phi Nhung thì là 1 tây tháng 8 em sẽ về. Đó, mà bây giờ chuyến bay là 1 tây tháng 8, thì tại vì chị tính là ok 1 tây tháng 8 em về thì em sẽ chích mũi thứ hai rồi 20 ngày sau, mũi thứ nhất và 20 ngày sau em sẽ chích mũi thứ hai, rồi sau đó thì cái show ngày 22 thì rất là tốt. Rồi xong rồi tới sau đó thì qua ngày 1 thì Thủy vẫn có một cái text, group text ở trên Facebook Messenger với Mạnh Quỳnh và Phi Nhung, nói và em sẽ về hát bài gì thế này thế kia đồ này kia. Thì xong rồi thì cứ nghĩ là Phi Nhung đã về Mỹ rồi, tại thấy trên Facebook post cái clip là đang tập thể dục. Dạ đúng rồi. Xong rồi đến chừng Thủy đợi hoài không thấy, thì sau này Thủy mới gọi lại nữa thì biết là ngày 8 Phi Nhung mới dời lại một lần nữa, thì ngày 8 Phi Nhung về. Và sau đó thì quý vị cũng biết là Phi Nhung có bên có báo lại là Phi Nhung không về được, tại là Phi Nhung đã mắc COVID tại Việt Nam. Và chính vì lý do đó mà mặc dù trước đó Phi Nhung chuẩn bị là sang Mỹ, nhưng mà bị vì Phi Nhung bị positive cho nên người ta không cho lên máy bay, đúng không thưa chị? Không, cho chị Duyên nói thêm, tại vì cái thời gian đó là Duyên đang ở Việt Nam. Và nhất là thường thường á, ở Việt Nam á, Phi Nhung rất là bận, là
Đúng. Đi show rồi Phi Nhung là chỉ có đi show và về nhà với con cái, hoặc cái là đi hàng, chùa có hai, à, đúng rồi, hai nhà hàng. Yeah. Nhưng mà thật ra là Phi Nhung nhà hàng với tất cả những cái chuyện mà finance đó, là có Diễm lo. Phi Nhung cũng quản lý Phi Nhung cũng không có phải lo. Nhưng mà vì cái thời gian đó ở Việt Nam Covid không có anh chị em không có show, thành ra thời gian đó Duyên lại rất gần với Phi Nhung. Phi Nhung là người đi tập thể thao và giới thiệu cho Duyên người trainer là Trí, rồi rủ Thanh Hà, ba chị em hàng ngày gặp nhau đi tập thể thao chung, rồi về nhà cứ tới nhà người này người nó ăn thôi. Thì Phi Nhung còn text cho Duyên tháng 7 nói chị ơi chị em, hay là ngày 13 hai chị em mình cùng về để lo cho cái show tháng 8. Thì Duyên nói ok, thì book vé thì Duyên về. Thì Duyên cứ tưởng là Nhung cũng đó mà đi hãng khác. Yeah. Phi Nhung còn hỏi là chị ơi chị biết ai là cái người mà trung tâm nào tới nhà để thử cho mình, tại vì thử trước khi lên bay đó, thử COVID đó. Yeah. Thì Duyên có giới thiệu và Phi Nhung có thử hai lần tới thử negative, nhưng mà Phi Nhung lại đổi vé để ở lại để đi từ thiện. Và đó thì cái thứ nhất thì Duyên được biết là để đi tiếp tục đi từ thiện, và cái thứ nhì là lo cho lúc đó Phi Nhung hình như có hai người con sắp thi vào đại học. À. Thành ra Phi Nhung muốn ở lại để lo cho chu toàn, chắc để cho con cái nó giữ vững tinh thần, yên tâm với lại tất cả những cái đó, thì trong lúc đó là vẫn tiếp tục đi từ thiện đó. Yeah. Yeah. Mà em cũng biết là trong thời gian đó là cái dịch ở tại Việt Nam nó bùng lắm. Yeah. Nhất là tại Sài Gòn. Yeah. Em thấy không? Thì tất cả anh chị em nghệ sĩ như Việt Hương rồi giống như là chị có cô quản lý của cô assistant của chị ở Việt Nam là bếp thương Sài Gòn, thì cũng lo những cái công việc mà đi lo đồ ăn như thế này. Mình thấy trên mạng đầy dẫy những cái hình ảnh Phi Nhung đứng nấu ăn rồi lo những cái việc đó, đồ này kia, mang gạo đồ này kia, mình đã thấy. Và hình như là cái thông tin là Phi Nhung mắc bệnh COVID cũng vì những chuyến đi từ thiện như vậy, đúng không chị? Đúng. Bị vì một sự bất cẩn nào đó mà Phi Nhung bị nhiễm bệnh. Và... không phải là Phi Nhung, nhưng không mà phải bất cẩn, không phải bất cẩn, rất cẩn thận, nhưng mà cẩn thận. Có những người nói chung là trong cái group của Phi Nhung và người đó bị rồi mới lây qua Phi Nhung. Chứ còn Phi Nhung thì nghe nói là cũng nhưng mà tuy nhiên đối với Kỳ Duyên lúc đó đó, thì Duyên cứ nghĩ là mình chưa chích vaccine dù một mũi thôi. Thì lúc mà Duyên chưa chích là Duyên chỉ ở nhà, không có dám đi đâu. Mà Phi Nhung chưa chích gì cả mà đi ra ngoài thì thật sự ra cái đó là rất là nguy hiểm. Mà có thể là Phi Nhung lúc đó không có judge được đó, không có biết được cái sự nguy hiểm nó đến chừng nào. Khánh Hoàng nghĩ rằng bởi vì Phi Nhung rất là tự tin về sức khỏe của mình. Bởi vì lâu lâu chị thấy Phi Nhung post lên những cái clip đang tập thể dục và chuyển riêng cho Khánh Hoàng nữa, nên là ông coi tôi nè, tôi tập thể dục mạnh khỏe như vậy rất là tốt. Cho nên Phi Nhung có thể là nghĩ mình là sức khỏe, có sức khỏe và không có những cái bệnh nền. Cho nên Phi Nhung lăn xả với những công việc từ thiện. Hoàng biết không, Phi Nhung tập đó để nói là ví dụ như là Duyên tập 1 tiếng thì Phi Nhung tập 2 tiếng mà ngày nào cũng tập. Ví dụ Duyên tập tạ, ví dụ 20kg thì Phi Nhung phải gấp 3 lần. Nghĩa là cái gì cũng khỏe hơn Duyên với Hà nhiều lắm. Thành ra lại thêm đó lại she đi chùa nhiều, rồi có những lúc she thiền, she thành ra... Thành ra đúng như Hoàng nghĩ đó, là suy nghĩ là mình có thể vượt. Còn Duyên là ở cái tuổi mà hơn 50 là đúng ngay cái thành phần mà người ta nói nguy hiểm đó. Thành ra thôi Duyên cứ không có dám đi ra. Khi mà Phi Nhung mắc bệnh COVID thì cái thông tin đó ai cho chị biết, và khi mà Phi Nhung nằm viện thì chị đã biết Phi Nhung tiến triển như thế nào ấy? Dĩ nhiên thì Phi Nhung với Thúy Nga thì em biết là giống như là một nhà rồi. Thì những cái gì Phi Nhung bệnh hay như thế nào thì chị cũng biết. Thì tại vì chị cũng mong là Phi Nhung có thể về được giờ chót, em biết không? Thì là cái buồn là như thế này nè, là Phi Nhung là cả một đời hy sinh. Hy sinh vì nghệ thuật, hy sinh cho các con và giờ chót ở bên tại Việt Nam. Đáng lẽ nếu mà Phi Nhung chích một cái mũi bên Việt Nam thì Phi Nhung cũng đã ổn rồi. Nhưng mà Phi Nhung hy sinh cái mũi chích đó cho một người tại Việt Nam và để về Mỹ chích. Em biết không? Thành ra khi Phi Nhung, dĩ nhiên là mình từ đầu khi Phi Nhung bắt bệnh đó là tới đây đó. Thật sự chị cũng phải nói là chị cũng cảm ơn, giống như là chị cũng là một cái thành viên, như là một người thân thiết mà chị theo dõi tất cả những bệnh tình của Phi Nhung. Chị chỉ biết, em chỉ biết là mỗi sáng thức dậy, cái đầu tiên của chị cầm cái phone, chị nhắn tin về Việt Nam cho cái người trợ lý của chị: Phi Nhung sao rồi? Cái đó là mọi việc chị làm mỗi sáng. Và đối với chị tới hôm nay là chị thấy là Phi Nhung rất là can cường. Đã 4 lần
4 lần nguy kịch mà đều vượt qua hết. Yeah. Và 2 ngày trước khi Phi Nhung mất đấy em biết không, là lúc đó là trời mọi người lên tinh thần vô cùng. Wendy nhắn tin cho chị, Wendy là con gái của Phi Nhung, hôm nay mẹ âm tính rồi. Yes. Đây là một cái thành quả rất là tốt, một tiến triển rất là tốt. Chị quá mừng, chị rất là hy vọng. Chị nói ô trời ơi, vậy là quá mừng rồi. Thành ra khi mà 2 ngày sau, chị đang lúc đó chị đang ngồi ráp nối, tự nhiên phone chị bật lên, fan nó gửi vào nói là báo loan tin Phi Nhung mất rồi. Chị không có tin. Yeah. Chị nói chị không có tin, chị nói chắc là tin. Bởi vì trước đó nhiều cái fake news lắm rồi chị. Yeah. Thành ra chị nhắn tin cho Wendy, thì Wendy lúc đó Wendy nói con đang nói chuyện với bệnh viện cô Thủy, và sau đó Phi Nhung, Wendy nhắn tin chị là mom passed away, tức là mẹ mất rồi, 12:15. Thì chị cũng không biết phải nói cái gì hơn hết, tại vì chị thấy cái bệnh này nó kinh khủng quá. Nó có thể lấy đi một người thân của chúng ta bất cứ giờ nào, bất cứ lúc nào, nhanh hay chậm. Thì đó là cái nhưng mà mình phải nói Phi Nhung, cái tánh Phi Nhung khi còn sống là Phi Nhung muốn làm rất cái gì là Phi Nhung phải làm cho bằng được. Và đúng rất rồi. Là có cái ý chí rất là mạnh mẽ và nhiều khi nói không nghe lời. Ví dụ như là Phi Nhung là người rủ em về Mỹ, mọi người nói thôi về Mỹ, thứ nhất là phải lo cho show và nếu mà có cái dịp trích, nhưng mà rốt cuộc dạ rồi cũng đi làm theo những cái gì mà tại mà vì Phi Nhung làm rất là theo cảm tính. Yeah. Và cái lòng mà thương người đó, giống như là mình thí dụ mình thấy những cái cảnh mà xót xa hay những cái cảnh mà Phi Nhung không có chịu được, tại vì thì Phi Nhung là Phật tử, thành ra cái tâm Phật, thành ra cái đó thì mình nói nhiều thì ai cũng biết rồi, những người thương mến Phi Nhung, những người biết Phi Nhung, những người thân cận Phi Nhung, những người biết con người thật của Phi Nhung như thế nào đều biết tâm của Phi Nhung như thế nào. Thành ra chị nghĩ đó là Phi Nhung đã trả hết nợ của Trần gian rồi. Thì bây giờ là lúc là Phi Nhung đang ở đâu đó mỉm cười nhìn xuống chúng ta. Chúng ta bây giờ chúng ta cũng phải đối đầu với những khó khăn hàng ngày, với những cuộc sống, nhưng mà Phi Nhung bây giờ đã thanh thoát rồi em. Dạ. Khi cái sự mất mát của Phi Nhung thì một điều vô cùng đáng tiếc cho tất cả các fan, cho nên cũng có rất nhiều quý vị fan khán giả cũng đặt ra nhiều cái giả thiết về cái sự mất mát của Phi Nhung, đó là nếu mà Phi Nhung được chuyển viện sớm hơn, đến bệnh viện Chợ Rẫy, được các bác sĩ tận tình cứu chữa ngay thời gian đầu, hoặc là Phi Nhung nhập viện sớm hơn thì có thể cứu được Phi Nhung hay không, thì theo chị như thế nào? Những cái nhập viện Duyên biết, nhưng mà Duyên biết là một trong những cái yếu tố đưa đến cái sự suy sụp là Phi Nhung stress. Yeah. Những cái ngày, những cái tháng mà trước khi Phi Nhung mất thì Phi Nhung rất stress vì những cái dư luận ở ngoài. Mà khi mà Phi Nhung đến nói chuyện với chị đó thì chị có nói em à, em sống ở trong cái ngành nghệ sĩ đó, tốt nhất em đừng bao giờ đọc báo, đừng bao giờ đọc sổ, mình cứ làm những cái gì với cái tâm mình, làm đúng. Yeah. Mình không cần trả lời ai cái gì hết á. Và Phi Nhung bao giờ cũng lựa cái là im lặng và không có đôi co, nhưng vẫn bị stress, chứ không phải là đúng không rồi. Bị stress ảnh hưởng rất nhiều, vẫn bị stress. Là Phi Nhung stress không phải là vì những cái gì những anti fan nói, nhưng mà Phi Nhung stress là sợ những người fan nghĩ sai, những người thương yêu Phi và Nhung. Sợ ảnh hưởng tới những đứa con mình. Bao giờ Phi Nhung cái gì cũng là sợ ảnh hưởng tới con hết á. Dạ, đúng. Thì tất cả những cái đó thì Duyên nghĩ là làm cho Phi Nhung rất là stress. Dạ. Thì tất nhiên khi mình stress thì cái hệ miễn nhiễm của mình nó phải xuống chứ. Đúng rồi. Cái đó là một trong những yếu tố. Khánh Hoàng đồng ý với chị Kỳ Duyên là mình không sợ những người chống mình, nhưng mà mình chỉ sợ những người mà đang thương yêu thương mình, họ hiểu lầm, họ thất vọng, họ nghe, nghe những cái thông tin trái chiều, đúng không chị? Dạ, dạ. À, khi nói về chị Thủy nói về cái sự hy sinh của Phi Nhung, không những Phi Nhung hy sinh về nghệ thuật, Phi Nhung hy sinh cho những người cơ nhỡ hơn mình, và Phi Nhung hy sinh cho những đồng nghiệp của mình nữa. Rất nhiều. Khánh Hoàng đã từng thấy là Phi Nhung giúp đỡ cho những người đồng nghiệp của mình rất là nhiều, giới thiệu những show như là Khánh Hoàng thấy là Minh Tuyết có sharing khi mà Minh Tuyết mới qua đây, Phi Nhung đã giúp đỡ rất nhiều trong thời gian đầu. Chị mới đọc là trước khi lên cái show đây, chị mới đọc cái text mà coi lại đó. Yeah. Nói là thôi về Việt Nam mà COVID cancel hết show rồi, thì Phi Nhung cười nói chị cứ lo an tâm nghỉ đi, mai mốt em giới thiệu show lại cho chị. Nhiều lắm là bao giờ cũng an ủi như vậy hết á. Thưa chị, như vậy Khánh Hoàng được biết rằng Phi Nhung đã đóng góp rất nhiều cho Trung tâm Thúy Nga, từ những cái bài hát, từ những cái tác phẩm về tân cổ, cổ nhạc, và cả những cái vở hài kịch nữa, đúng không chị? Như vậy cái Khánh Hoàng được biết là một cái bài hát cuối cùng mà Phi Nhung cũng đã gửi gắm cho trung tâm
để mà gửi đến cho quý vị khán giả của Phi Nhung. Chị có thể cho quý vị khán giả biết về bài hát này hay không? Cái bài hát này đó là bài hát có tựa đề Hai ơi đừng qua sông. Dạ. Thì cái ngày em nói là Phi Nhung mất vào ngày 28 tây tháng dạ 9 đúng. Thì ngày 25 tây đó thì chị cũng có tin nhắn qua lại với với quản lý của Phi Nhung thì nói là chị Thủy ơi, có cái bài mới này em nghe lời thấy giống Phi Nhung lúc này, Hai ơi đừng qua sông. Cái xong rồi cái thì chị nói là cái vợ gửi cho chị nghe. Chị nghe cái bài đó xong rồi tự nhiên cái nước mắt chị ứa ra, chị nói trời đúng cái bài này sao nó giống như cái tâm trạng nó lúc này, tại sao nó tiên đoán được cái việc này, cái số phận này thì đó thì chị nói thôi em cứ gửi qua cho chị đi, rồi có gì thì chị sẽ mix, rồi chị sẽ kiếm tìm cách là những hình ảnh của Phi Nhung rồi chị edit, rồi xong rồi chị gọi Hoàng Tuấn Cường là đạo diễn mà cũng là một cái người đạo diễn đã thực hiện những rất cái bài nhiều MV. Rất là nhiều MV cho Phi Nhung, chương trình Về Quê Em 1, Về Quê Em 2, Lương Sơn Bá, Chú Anh Đại, Hải Âu Phi Sứ. Chị gọi Cường, chị nói Cường ơi, lúc sau này em làm việc với Phi Nhung, tại vì sau này Phi Nhung ở Việt Nam rất là nhiều, em có những cái hình ảnh hay footage, những cái gì mà em quay cho Phi Nhung mà mình giống như mà khi mình edit xong mình còn lại những cái raw footage mình có thể put together được không, thì Cường nó đã chết cha, em mới xóa cái hard drive rồi em không còn hình ảnh nào nữa, thôi để em rồi cố gắng kiếm. Cái chị nó ok thôi, rồi thì chị cũng bỏ qua một bên, thì chị nó ok thì cái này chắc lúc nào thực hiện cũng được. Cái đến chừng khi mà Phi Nhung mất một cái, chị nó trời ơi, chị nói bây giờ chị phải thực hiện cái bài này ngay lập tức và phải làm liền bây giờ. Thì theo ý nguyện của bên gia đình Phi Nhung, tức là quản lý Phi Nhung của bên Việt Nam, cũng nhắc lại chị Thủy ơi, chị Thủy làm bài này đi. Thì chị xin đọc lại, chị xin chia sẻ về cái bài này là như thế này. Cái ngày 10, có một cái clip trước khi thu cái bài này đó, là lúc là cái bài là ngày 18 tháng 6. Yeah. Là cái bài này là của nhạc sĩ Ngô Minh Tài hòa âm và sáng tác cho Phi Nhung. Yeah. Thì là cái Phi Nhung nói là cái bài này, cái ý cái bài này là Phi Nhung muốn làm hai bài này cho Trung Tâm Thúy Nga phát hành cho Phi Nhung. Và đặc biệt Phi Nhung tặng bài hát này cho em trai giám đốc công ty bất động sản Duy Đại Phú và tặng đàn gà con áo xanh. Lúc đó thì Phi Nhung đang chuẩn bị về Mỹ, thì Phi Nhung thâu bài này để tặng cho những người fan của mình, và lời bè hát như các fan vương vấn chị và kêu chị đừng qua sông, nghĩa là chị đừng có về Mỹ, chị ở lại với đó. Chị còn định mấy câu, đừng vội qua sông, hai ơi đừng vội qua sông, là cho những fan của chị vô thu câu đó nữa. Nhưng chưa kịp làm thì chị đã sang sông luôn rồi. Đó. Yeah. Thành ra bây giờ thì xin mời các bạn xem cái clip mà Phi Nhung nói trước khi Phi Nhung nói về bài hát này. Hai ơi đừng qua sông. Dạ, em chào tất cả fan miền Tây. Em và Duy Juno, hai chị em chuẩn bị thu bài hát Hai ơi đừng lấy chồng, để cho tụi bay chơi để cho đi chơi kéo co, chơi tạc lon, chơi tất cả những cái trò chơi gì chơi hết, ok được chưa? Mệt mỏi quá, mỗi lần mà em gọi chị là tim chị đập bịch 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 bịch, chị đó giống cái chị kia đó, chị xỉu cái đùng. Ok, nói với tất cả các bạn, ok, là anh Duy hỏi thăm các em một chút đi, các em miền Tây. Các em miền Tây thương Duy lắm á, có anh Duy thương chị Hai á. Nè, người ta là chị Hai đang rất là vui vẻ nha, không cần lo cho chị Hai quá trời. Mà giờ gặp được chị Hai thấy chị Hai cũng đang rất là vui vẻ, nên ra anh cũng đỡ lo. Wow. Đó là một cái video clip mà Phi Nhung thâu trước khi vào phòng thâu, đúng không chị? Ngày 18 và chúng tôi sẽ có cái video clip sau khi Phi Nhung hát cái bài đã xong. Sẽ rất là cảm động, chúng tôi sẽ để dành cuối chương trình. Bởi vì khi mà phát clip này thì chắc chắn Khánh Hoàng và chị Mary, tôi, Ngọc Thủy và chị Kỳ Duyên sẽ không cầm lòng nổi tiếp tục cái show. Cho nên chúng tôi sẽ để dành sau cái clip này. Và bây giờ chúng ta nói qua một mạng khác của Phi Nhung, đó là những mối quan hệ của Phi Nhung với những đồng nghiệp của mình. Khánh Hoàng cũng là một người bạn của Phi Nhung, chơi với Phi Nhung từ rất lâu. Phi Nhung là một người như quý vị thấy trong video clip, rất là mộc mạc, rất là dễ thương, mặc dù 50 tuổi đầu vẫn như là trẻ con, rất là chân thành. Những người gần Phi Nhung thì mới hiểu được điều đó. Những người chưa gần Phi Nhung thì nói cô này xạo, cô này giả bộ. Không bao giờ. Đúng không chị Duyên? Chị đi chơi nhiều với Phi Nhung chắc chị cũng biết cái tánh Phi Nhung, đúng không chị?
Vi Nhung là mộc mạc, nghĩ sao nói vậy. Nhưng mà nếu mà nói về, quý vị có thể biết Vi Nhung là một ca sĩ, một người làm từ thiện ấy, nhưng mà đối với anh chị em nghệ sĩ đó thì phải nói rằng là Vi Nhung chưa bao giờ có một cái gây hấn gì với ai. Nếu mà mình nói là trong bao nhiêu năm nghề nghiệp thì lâu lâu mình vẫn nghe là cô này có một cái problem hay gì với người này, nhưng mà đối với Vi Nhung là chưa bao giờ. Chưa bao giờ có một cái problem gì với anh chị em nghệ sĩ hay là làm một cái gì hết á. Dạ. Qua những cái sự mất mát của Phi Nhung đó thì chúng ta thấy là có nhiều những đồng nghiệp, có những cái stars rất là cảm động. Những lời xưng hô với Phi Nhung thật là chân thành. Có những người nghệ sĩ như là Khánh Hoàng, thì Khánh Hoàng nhỏ tuổi hơn Phi Nhung, nhưng mà Phi Nhung gặp Khánh Hoàng cái gọi tên đúng không ạ? Hoặc là có những người ca sĩ mặc dù nhỏ hơn Phi Nhung rất nhiều, Phi Nhung vẫn gọi tên, xưng tên. Bởi vì Phi Nhung không muốn có sự chênh lệch về cái tuổi tác. Đặc biệt là Trấn Thành. Trấn Thành là một người em, một người thế hệ, một người là đàn em của Phi Nhung. Nhưng mà Phi Nhung vẫn rất là gần gũi và xưng hô với Trấn Thành như là một người bạn, đồng nghiệp vậy đó. Đó là lý do vì sao mà Trấn Thành có share một cái status. Thì có nhiều người nói tại sao Trấn Thành nhỏ hơn Phi Nhung rất nhiều, mà lại tại sao người xưng tên như là một người ngang hàng, ngang lứa vậy. Thì bây giờ Khánh Hoàng xin mời quý vị hãy nghe cái lời chia sẻ của Trấn Thành, một người nghệ sĩ rất thân và cũng rất là rất gần gũi, về cái sự mất mát của nữ ca sĩ Phi Nhung. Xin mời quý vị. Xin chào quý vị, tôi là Trấn Thành. Bây giờ là lúc 12 giờ đêm giờ Việt Nam. Và sở dĩ tôi quay cái video clip này là vì cách đây vài phút thì tôi có nhận được một cuộc điện thoại của quản lý của ca sĩ Phi Nhung là chị Diễm. Chị nói rằng là Trung tâm Thúy Nga có muốn tổ chức một cái đêm tưởng niệm ca sĩ Phi Nhung, và cũng rất là muốn Trấn Thành có vài lời với lại Phi Nhung, thì Thành nhận lời. Cảm ơn Trung tâm Thúy Nga nhân cái cơ hội này để cho anh chị em nghệ sĩ chúng tôi được một lần nữa đến gần nhau để nói với nhau những lời cuối cùng này. Bây giờ xin phép quý vị cho phép Trấn Thành được xưng hô với Phi Nhung như những gì mà chúng tôi đã gọi nhau ở ngoài đời. Là bởi vì Thành phải mang phép Thành nói như vậy, là bởi vì sẽ có nhiều khán giả nghĩ rằng là Trấn Thành nhỏ tuổi hơn Phi Nhung rất là nhiều, nhưng mà tại sao lại xưng hô có vẻ là bằng vai phải lứa, thì không phải thưa quý vị. Nghệ sĩ chúng tôi thì không có tuổi. Chúng tôi sẽ gọi cái danh xưng với nhau bằng cái cách mình cảm nhận từ đối phương. Cũng giống như là Phi Nhung vẫn luôn gọi Thành là ông với tôi, Thành với Nhung. Cho nên ngày hôm nay mạng phép xin quý vị cho Trấn Thành được nói chuyện với Nhung giống như cách mà chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau ngoài đời nhé. Xin cảm ơn quý vị. Không ngờ là một ngày nào đó mà tôi phải ngồi tôi nói chuyện với bà như vậy. Không thể ngờ được. Mọi chuyện đến nhanh quá. Và tôi chỉ muốn nói với Nhung như vậy thôi. Tất cả chúng ta đều đến thế giới này, rồi chúng ta sẽ ra đi. Sẽ có người đi trước và sẽ có người đi sau. Và quan trọng là chúng ta trước khi ra đi, chúng ta làm được gì và để lại gì được cho cái cuộc sống này. Thì tôi phải nói với bạn là Phi Nhung quá tuyệt vời. Phi Nhung đã để lại cho cuộc sống này rất nhiều điều. Để lại rất nhiều tình yêu thương. Trước tiên là cho rất nhiều bạn nhỏ. Sau đó là cho rất nhiều khán giả. Và tình yêu thương cho rất nhiều đồng nghiệp. Và Phi Nhung để lại rất nhiều bài hát. Đó là những gì Phi Nhung đã để lại. Và bên cạnh đó thì chắc chắn những gì Phi Nhung làm, trời biết, đất biết. Những người ở cạnh Phi Nhung, những người cảm nhận được Phi Nhung biết. Và sẽ có rất nhiều người tin tưởng bạn, trong đó có tôi. Chắc chắn là như vậy. Bởi vì Trấn Thành đã cùng trải qua với Phi Nhung một khoảng thời gian đủ để tôi có thể hiểu Phi Nhung là một người như thế nào. Cái ngày tôi bơ vơ ở Mỹ, tôi đi lưu diễn, không có một ai quan tâm cả. Phi Nhung là người đã đưa tôi đến Universal, mua 3 cái vé VIP cho chúng ta khỏi xếp hàng, đúng không? Đó là một cái điều mỏng mày không ai làm cho tôi ngay lúc đó cả. Tôi nhớ mãi. Cũng giống như cái việc mà bây giờ mà tôi ngồi ở thành phố, rồi ai đến đây biểu tôi dẫn đi sở thú một cái nơi, ví dụ vậy. Không có ai làm được điều đó cho tôi cả. Và đó là những cái kỷ niệm mà tôi không thể nào quên được.
Tôi đã từng trải qua với Phi Nhung rất nhiều những chuyến lưu diễn. Tôi nghe bạn kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện. Cuộc đời bạn đã trải qua rất nhiều, và những nỗi đau đó đúc kết thành tiếng hát của Phi Nhung. Và khi một cái gì đó nó đến từ trái tim, nó sẽ ở lại trái tim và không ai có thể lấy nó ra. Khán giả sẽ luôn yêu bạn, mọi người sẽ yêu bạn, Trấn Thành cũng sẽ luôn yêu bạn. Và nếu có kiếp sau, hãy tiếp tục là Phi Nhung nhé, bởi vì làm Phi Nhung thật tuyệt vời. We love you and we miss you. Rest in peace, my friend. Vâng, đó là sự chia sẻ của Trấn Thành, một người em nhưng mà lúc nào cũng quý mến Phi Nhung. Mặc dù Trấn Thành có chia sẻ là mới qua Mỹ lần đầu tiên, nhưng mà được Phi Nhung nâng đỡ rất là nhiều, dẫn đi chơi để đó. Và những kỷ niệm mặc dù rất là nhỏ, nhưng mà Trấn Thành, những người em, những người bạn lúc nào cũng nhớ mãi. Và Khánh Hoàng tin chắc rằng rất nhiều những người nghệ sĩ đã từng tiếp xúc Phi Nhung, đã từng đi chơi với Phi Nhung, đã từng có những kỷ niệm đẹp với Phi Nhung, thì cũng có những cái nhận định giống như Trấn Thành. Và sau đây là một người anh thực sự, người anh trong nghề, cũng đã gắn bó với Phi Nhung rất là nhiều trong những video và trong cả ngoài đời nữa. Mời chị Tôn Ngọc Thủy. Thì cách đây 2 ngày thì em biết ông, từ ngày Phi Nhung mất tới giờ chị cứ nghe cái giọng nói Phi Nhung nó văng vẳng bên tai, tại có cái giọng nói rất là đặc biệt. Mà có một cái chuyện là Duyên cũng biết, và tất cả anh chị em nghệ sĩ biết, là Phi Nhung rất là sợ chị Thủy. Mỗi lần mà chị Thủy gọi hay chị Thủy cái gì rung lên thì rất là sợ. Chị không biết là sợ là vì chị đâu có dữ dàng, nhưng mà tức là tại vì ông chị ơi, Phi Nhung coi chị như một người chị. Phi Nhung text cho em mà. Phi Nhung kể cái chuyện mà có một lần Phi Nhung buồn và chị kêu Phi Nhung tới nhà, hai chị em ngủ với nhau, và chị hỏi Phi Nhung sao, thì nó là từ đó là em coi chị Thủy như chị ruột của em. Thành ra chắc sợ như sợ bà chị thôi. Thì cách đây 2 ngày đó thì là Thủy xin phép Linh nhé, mình trong giới nghệ sĩ mình gọi là anh bốn, tức là Hoài Linh đó, là chia sẻ những cái text mà chị với Hoài Linh lúc đó là vào ngày thứ ba, lúc đó là 10 giờ 11 giờ sáng bên này. Hoài Linh viết là buồn quá chị ơi, nằm suy nghĩ hoài không ra, chị cũng buồn, đúng vậy, tại sao lại như vậy, đúng rồi, tội quên đi quá, tới giờ em cũng không nghĩ Phi Nhung đã mất, chị cũng vậy, mà mọi người đang giỡn hay tung tin đồn nhảm. Đọc thư nó, viết em khóc luôn. Thôi ráng đi em, chị cũng vậy. Dạ. Thôi chị em mình thương Nhung thì chỉ biết để trong lòng. Đúng đó em. Thì bây giờ thì nhân dịp này thì lại một sự đau buồn khác. Thì Trung tâm Thúy Nga, sau đó thì em biết là bố của Hoài Linh đã mất. Dạ, ông Võ Thoại. Ngày hôm nay là đang là lễ tang đó. Thì đại diện Trung tâm Thúy Nga và tất cả anh chị em nghệ sĩ, chị Thủy và các anh chị em nghệ sĩ Trung tâm Thúy Nga xin gửi lời chia buồn đến gia đình của nghệ sĩ Hoài Linh và ca sĩ Dương Triệu Vũ về sự ra đi của bác trai. Mong linh hồn của bác trai sẽ sớm hưởng nhan thánh chúa. Đó, thì chị muốn gửi về đó. vài lời mà của Hoài, như anh Hoài Linh. Thì dĩ nhiên Hoài Linh đối với Phi Nhung là Phi Nhung xem Hoài Linh như là một người anh, và Hoài Linh cũng đã nâng đỡ Phi Nhung rất là nhiều khi Phi Nhung về Việt Nam. Có những vở hài rất là, em còn nhớ mà, trong cuốn Paris by Night 76 Xuân Tha Hương, cái vở Thầy Bối Mù với Phi Nhung đó là cái lần đầu tiên mà Phi Nhung đóng kịch với Hoài Linh, và cái vở đó bây giờ nó đã trở thành bất tử luôn. Trên YouTube Thúy Nga nó không biết là mấy chục triệu view luôn đó. Và ngoài cái lời chia sẻ của những người nghệ sĩ thì Khánh Hoàng cũng biết là có rất nhiều fan vì thương nhớ Phi Nhung, họ đã làm những cái bài thơ rất là hay. Khánh Hoàng xin phép hai chị Khánh Hoàng đọc một bài thơ của một fan gửi cho Phi Nhung. Xót thương một kiếp hồng nhan, nửa đường đứt gánh lệ cha ngậm ngùi, thu tàn tay đã buông xuôi, cao xanh sao nở phụ người thiện lương, sắc tài toàn vẹn Phi Nhung, đức xài thành đó góp công giúp người, thương từ đứa trẻ mồ côi đến phận nghèo khó giữa thời Covid, đâu ngờ lâm bệnh ra đi, nợ đời trả hết biệt ly giả từ, thương người như chiếc lá thu mong manh trước gió mịt mù bão giông, canh thâu vọng tiếng tơ đồng nghe như dạo khúc chị ngân hôm nào,
thương thay cho phận má đào, nghiệp duyên trả hết, trời cao đọa đầy. Hương trầm theo gió thu bay, ngỡ như chị vững chốn này vững vương. Cầu cho người nghệ sĩ yêu thương, suối vàng thanh thản tỏa hương muôn đời. Rất thì rất là nhiều người làm những bài thơ cho Phi Nhung, và theo chị biết đó, chính anh Hoài Linh cũng làm một bài thơ cho Phi Nhung nữa. Dạ. Đó là để nói là cái tình thương yêu của anh chị em nghệ sĩ đã giống như chúng em. Thôi bây giờ Khánh Hoa xin tiếp lời chị Tô Ngọc Thủy nói về một cái khía cạnh khác của Phi Nhung, đó là khía cạnh tâm linh. Như quý vị cũng thấy là trong mấy ngày vừa qua, khi mà Wendy làm một cái tang lễ cũng như là cúng cho mẹ ở tại chùa Tịnh Xá Giác An, thì có chụp hình lại có một con bướm đen, đúng không chị? Một con bướm đen đậu trên ngay cái bàn thờ. Và tối đó khi Wendy về nhà thì có một con, cũng có một con bướm đen đậu trên cái bức tường của phòng của Wendy. Đó, quý vị thấy trên màn hình. Rồi sau đó có một cái video clip là khi đang các thầy đang gõ mõ tụng kinh cho Phi Nhung, thì cái muỗng gác trên cái chén đó, chị Thủy với chị Duyên, tự đột nhiên nó bị rớt xuống. Một cách vô thức, quý vị, cách vô thức, không có ai tác động vào cả. Thì chứng tỏ là Phi Nhung rất là hiển linh. Và bởi vì Phi Nhung lúc sống, Phi Nhung làm rất là nhiều những điều tốt. Phi Nhung là một Phật tử rất ngoan đạo, và giúp là hát cho rất nhiều những cái chương trình từ thiện, đúng không chị Kỳ Duyên? Phi Nhung thì tất cả các những chương trình từ thiện, gây quỹ, hội đoàn ở bên Mỹ như là nhiều cái lắm, thì Phi Nhung đều góp phần. Và cái mà Kỳ Duyên nhớ nhất đó, ví dụ mình cứ nghe người ta nói là những người anti-fan cứ bao giờ cũng nói ở nghệ sĩ làm từ thiện lấy tiếng hay cái gì đó. Nhưng mà riêng Phi Nhung đó thì Kỳ Duyên khẳng định là không. Vì nếu mà chỉ có lấy tiếng đó thì mình hoặc cho quà, cho tiền, mình đóng góp. Còn Phi Nhung là mang cả bao nhiêu đứa về nhà ở chung với mình. Không những là ở chùa mà ở nhà. Và vì vậy Phi Nhung không sống như con ở trong nhà. Vì vậy Phi Nhung không có bao giờ có thì giờ đi đâu đi chơi hết á. Là chỉ có đi làm, chạy show kiếm tiền về. Và vì vậy Duyên chỉ nhớ là một lần Phi Nhung rủ Kỳ Duyên đi làm từ thiện. Nhưng mà có nghĩa là dù mai chị đi với em không, thì Duyên không chưa có chuẩn bị quà quyết gì hết, không? Phi Nhung không, chị đi với em đi, tới đó mình phát quà. Và khi đi tới nơi đó thì Phi Nhung chỉ giới thiệu Kỳ Duyên với mọi người, và Phi Nhung đứng hát và để cho Duyên đi phát quà. Để Duyên không biết là rồi tiền mặt Phi Nhung còn dúi vào tay Duyên để Duyên đi phát cho từng người một đó. Thì Duyên cảm thấy là ồ, cái này mình chỉ đi theo, mình đâu có cái quà gì để cho. Nhưng mà Phi Nhung không, chị cứ đi. Em ai cũng biết rồi chị. Và trong lúc đó thì để cho mọi người, ví dụ có ai chụp hình chụp ảnh gì quay đó, thì sẽ thấy Duyên làm nhiều hơn. Đó là Duyên thấy cái tội nghiệp. Và chưa bao giờ đi chơi. Bởi vậy Duyên nói là Duyên rất mừng là cái năm vừa rồi, lần đầu tiên cái sinh nhật của Phi Nhung, Duyên tổ chức hai lần ở nhà người bạn và đưa đi chơi. Đi tới một cái resort ở Nha Trang. Có nghĩa là Phi Nhung chưa bao giờ đi resort hết á. Chưa bao giờ biết đi chơi hết. Nơi nghỉ mát. Nơi nghỉ mát. Phi Nhung rất là mừng. Trời ơi, em đi chơi với chị vui. Nhưng mà đi chơi cũng đi chơi mang theo bốn đứa con. Không, cũng lớn rồi chứ không nhỏ lắm, nhưng mà cũng là con Phi Nhung. Thành ra ví dụ như ở bên này một nhà nghệ sĩ và mấy người bạn đó, thì chị biết không, có Thanh Hà nghệ sĩ thì phá phách rồi, nhưng mà Phi Nhung thì bao giờ cũng về ở với con và đi chơi những cái trò chơi riêng với mấy mẹ con với nhau. Bên này nhiều khi ăn uống hay là uống rượu hay là đánh bài với cái trò nghệ sĩ thì Phi Nhung không có tham gia. Là lúc đi nhưng mà vẫn đi với con. Bởi vậy qua điều đó chúng ta thấy Phi Nhung là lúc nào cũng lo lắng cho con của mình. Khánh Hoàng còn nhớ khi mà Phi Nhung qua đây có gặp Khánh Hoàng, đến Hoàng nói là ủa mấy đứa con nuôi giờ này sao rồi. Thì Phi Nhung cũng có chia sẻ là lúc nhỏ thì mình nuôi thì rất là dễ, thì mình chỉ cho ăn uống học hành thôi. Nhưng mà khi các cháu các em bắt đầu trưởng thành tới một độ tuổi gọi là teenager rồi, thì lúc đó là các em muốn thoát ly, có cái sự nổi loạn trong gia đình. Cho nên Phi Nhung nó cũng căng lắm Hoàng. Nhưng mà phải đấu tranh rất thì là nhiều. Cũng vì vậy mà Phi Nhung muốn ở lại cho tới thấy cho hai em nó đi thi vào đại học đàng hoàng. Đó là một cái trong những người con nuôi của Phi Nhung, đó là Hồ Văn Cường đó. Thì là chị biết là tháng 1 vào năm 2019, thì cuối năm tháng 12 thì Trung tâm Thúy Nga tổ chức chương trình Paris by Night 129 tại Las Vegas. Thì Phi Nhung biết bao nhiêu lần năn nỉ chị là
làm sao cho Hồ Văn Cường lên sân khấu của Thúy Nga. Ừ. Nhưng mà thật sự Hồ Văn Cường thì là một lúc đó thì còn trẻ quá, còn giống như cô đó, còn nhỏ quá thì chị cũng không có theo dõi nhiều, nhưng mà Phi Nhung biết bao lần năn nỉ, chị nhắn tin chị vẫn còn cái text đây, em sẽ lo mọi chi phí vé máy bay, xin visa tất cả cho nó qua. Và khi qua em biết không, là xin visa mua vé máy bay cho các con qua. Hôm đó là đi cũng đông lắm á Duyên, 4-5 người con đi qua, đi theo Phi Nhung, dẫn đi Disneyland, dẫn đi những chỗ này chỗ kia cho tụi nó biết là Mỹ là như thế nào. Và tụi nhỏ nó rất là mừng. Tụi nhỏ nó rất là mừng. Dạ, wow. Có nhiều bé thì thực sự rất là nghe lời, nhưng có nhiều bé thì cũng có cái ý tưởng trong đầu. Nhưng mà bất cứ người con nào cũng vậy, cũng vậy, đúng rồi. Con ruột cũng làm khi các con đầu. Lớn lên đó sẽ hiểu cha mẹ nhiều hơn, đúng không chị? Sở dĩ chúng ta cũng biết là Phi Nhung có một tình cảm dạt dào đối với những người con nuôi của mình, thì quý vị cũng biết rằng từ nhỏ Phi Nhung đã thiếu thốn cái tình cảm của cha lẫn mẹ. Phi Nhung phải nuôi các em và Phi Nhung phải bươn chải với cuộc đời này bằng chính đôi bàn tay của mình và trải qua biết bao nhiêu nghịch cảnh. Cho nên Phi Nhung thấu hiểu những điều đó, và Phi Nhung muốn san sẻ cái tình yêu đó lại cho những đứa trẻ mồ côi. Và hy vọng rằng những cái tình cảm đó sẽ giúp cho các em trưởng thành hơn và giúp cho em có một cái tương lai sáng lạng hơn, đúng không thưa chị? Và đây cũng phải nói là không những là không phải là quý vị thấy là Phi Nhung yêu nuôi bao nhiêu người con nuôi, và đừng bao giờ nghĩ là Phi Nhung không đủ tình thương cho con Wendy, con đúng ruột. Yeah. Tại vì Duyên bảo đảm nói là Phi Nhung thương Wendy, nghĩa là nói là muốn khóc, lúc nào cũng ngồi nói chuyện rất hãnh diện. Đúng. Và có lẽ vì Phi Nhung thấy là Wendy đã có cuộc sống ổn định, đã ra là nurse rồi lại được cho đi học tiếp làm bác sĩ, là Wendy rất là giỏi. Đúng rồi. Và có lẽ vì Phi Nhung thấy Wendy đã đầy đủ rồi, còn bên này thiếu nhiều quá, thành ra Phi Nhung phải ở bên này để lo. Có nghĩa là cái tình thương của Phi Nhung đối với Duyên nghĩ là thương cho nhân loại bằng nhau. Đúng. Chứ không phải vì là ồ con mình thì mình sẽ spend nhiều thì giờ hơn. Yes, con mình sẽ lo nếu nó cần. Nhưng nó đầy đủ rồi thì bên này thấy thiếu thốn quá. Và những đứa con kia thương cũng, cái tình thương nó cũng ngang ngửa nhau. Bởi vậy cái trái tim của Phi Nhung nó rất là lớn. Đúng rồi. Và có thể là Phi Nhung làm được những cái điều mà Duyên không biết mọi người làm sao, nhưng mà chính bản thân Duyên thấy là Duyên không làm được bằng Phi Nhung. Đúng. Trong cái trường hợp đó. Nói về Wendy đó thì chị đó là lúc sau này chị rất là gần Wendy. Tại vì từ lúc mẹ vào bệnh viện như thế này thì Wendy nhắn tin cho chị những cái gì nó xảy ra, và Wendy cũng hỏi chị là như thế nào là như thế nào. Thì đó chị còn nhớ khi cái buổi mà chị làm cái đêm Le Gala du Coeur đó, thì là cái bữa đó đó là Việt Hương tại bên Việt Nam gọi chị nói là chị Thủy ơi, bây giờ Phi Nhung nằm trong chợ rẫy rồi, bây giờ đó thì Wendy ủy quyền cho cái cô em bên bển là bé Đại, nhưng mà đó thì chị nếu mà được thì chị nói Wendy ủy quyền cho Việt Hương, tại dù sao đó Việt Hương có Hoài Phương, Việt Hương là dân Mỹ. Đúng. Anh Hoài Phương cũng biết tiếng Mỹ nhiều. Đúng. Cũng biết tiếng Mỹ thế này thế kia, có thể đi ra vô làm giấy tờ được như thế này thế kia, thì là chị gọi Wendy thì Wendy đồng ý ngay, thì từ đó là Việt Hương là cái người là được bé Wendy ủy quyền để lo cho Phi Nhung. Đó thì trong group là chị Việt Hương, chị và Wendy nói chuyện với nhau. Thì khi mà chị nói chuyện với Wendy sau này, chị thấy là cô bé này cái cá tính giống mẹ lắm. Giống mẹ. Muốn làm mạnh là mẹ làm như thế. Cái giọng nói cũng giống mẹ. Giống rất là giống. Và cô bé này đó em biết không, giống là chị không lấy làm lạ. Tại vì chị có làm một cái chương trình Music Box, mà Duy nhớ cái Music Box đó. Là cái idea của Phi Nhung là làm cái chương trình ba mẹ đơn thân. Ok. Thì khi nói về vậy em biết là Phi Nhung làm việc không những lo những đứa con bên Việt Nam mà còn lo đứa con bên này. Wendy là tiền student loan Phi Nhung cũng lo trả. Em biết đâu có phải dễ, mấy trăm ngàn học bác sĩ đâu phải dễ đâu. Mấy trăm ngàn Phi Nhung cũng lo cho Wendy có một căn nhà tất cả rồi, trong rồi Phi Nhung cũng lo những đứa con bên Việt Nam có đầy đủ, không thiếu thốn một cái gì hết. Một người phụ nữ như vậy thì em thấy là cái tấm lòng của như thế nào. Và Phi Nhung không những lo gì mà còn lo cho Trung tâm Thúy Nga. Em biết là sau này Trung tâm Thúy Nga nếu mà làm chương trình thì cũng phải còn cần những nhà tài trợ. Thì Phi Nhung bên Việt Nam lúc đó thì Phi Nhung cũng
không có làm việc với chị lâu rồi, cũng trong mấy năm thì có những cái sự mà nó tại vì chị nói thật, tại Phi Nhung mỗi lần về làm việc với Thúy Nga về được có mấy ngày, quay xong là đi liền, thì chị thấy cái thì giờ không có cho trung tâm, mình không có làm được những cái bài hát, mình không có sáng tạo được nhiều. Thành ra chị lúc đó chị nói thôi bây giờ em cứ lo thị trường Việt Nam đi, chừng nào thị trường Việt Nam em vững rồi em về với chị. Thì đó, thì trong lúc đó dù ở Việt Nam Phi Nhung cũng vẫn lo cho chị như thế nào, rồi trung tâm Thúy Nga như thế nào, Phi Nhung cũng giúp trung tâm Thúy Nga kiếm được những nhà tài trợ để cho chị, trung tâm Thúy Nga có cái kinh phí để thu hình tiếp Paris By Night. Chị còn nhớ khi mà Covid xảy ra, Phi Nhung nói có những cái chuyện nó xảy ra đối với trung tâm, lúc đó chị rất là buồn, chị rất là đau trong lúc đó, mà nó là rất là buồn, rất là đau, nhưng mà Phi Nhung an ủi chị rằng chị vẫn còn có em. Bây giờ đó không cần gì hết đó. Em sẽ giúp chị, em sẽ kiếm những nhà tài trợ cho chị. Bây giờ chị chỉ cần có tiền thôi. Chị có tiền là chị có tất cả, chị làm được tất cả, không ai khinh chị đâu. Chị còn nhớ đó, chị nói với chị trong lúc Covid như vậy đó. Thì bây giờ nó, nhưng mà bởi vậy thành ra khi Phi Nhung mất thì cái tiếng nó cứ bên tai chị, và chị cũng cảm thấy, chị nói thật là chị cảm thấy chị có lỗi với Phi Nhung, có lỗi rất là nhiều. Tại vì trong lúc khi còn sống thì dĩ nhiên là tánh của Thi thì như con nít rồi, muốn này đấy. Nhưng mà chị nghĩ là chị không có săn sóc lo cho Phi Nhung đúng giống như Phi Nhung lo cho chị. Thành ra chị nghĩ rằng chị rất là, nhưng mà thật sự đó chị cũng làm được những cái chương trình, những bài hát mà em phải thấy những bài hát Phi Nhung hát cho Thúy Nga toàn là những bài mới. Bài con Lý Con Sáo Bạc Liêu, bài Nổi Chiều Qua Phà Hậu Giang, bài Nổi Lên Con Gái Bến Tre, Phải Lòng Con Gái Bến Tre, tất cả những bài hát đều là những bài hát original đưa cho Phi Nhung, mà đưa cho Phi Nhung là đóng tên của Phi Nhung luôn. Rất không là... có một nghệ sĩ nào mà được như vậy. Thành ra chị nghĩ là nếu nói lại thì dĩ nhiên chị cũng cảm thấy là chị cũng đã làm được cái gì. Và một người nữa chị cũng xin nhắc trong livestream này là Mạnh Quỳnh. Chị mình đau khổ như thế một thì Mạnh Quỳnh đau khổ 10. Là rồi. Một cái người partner làm việc với Phi Nhung nha. Thì trong lúc Phi Nhung nằm bệnh là chị chỉ chia sẻ những thông tin cho hai người thôi, Mạnh Quỳnh và Kỳ Duyên. Chị biết tất cả những diễn tiến bệnh tình của Phi Nhung như thế nào, ngày nay sao, ngày sau sao, nói chuyện nha. Chị chỉ chia sẻ cho hai người thôi là Mạnh Quỳnh, chị em nói chuyện, và Kỳ Duyên. Tại sao chị Kỳ Duyên, chị Quyên? Chị Quyên chỉ believe in the power of praying and healing. Đó là chị Kỳ Duyên nói những sư bên Tây Tạng cầu nguyện cho Phi Nhung đã bốn lần thoát chết em, bốn lần nguy kịch mà suy qua hết. Nhưng mà chị nghĩ đến một lúc nào đó thì có một cha nói với chị là lúc nào đó chị thì Phi Nhung bây giờ mệt mỏi lắm rồi, không muốn fighting nữa, chị muốn giải thoát thôi. Tại vì em biết cái sự đau đớn thể xác, tất cả dây nhợ trong người như vậy mà không thở được, không thở được. Chị nghĩ là dĩ nhiên Phi Nhung nên buồn, nhưng mà mình cũng phải mừng là đã giải thoát được, giải thoát được cái sự đau đớn của thể xác. Em cứ tưởng tượng đi. Đúng rồi. Em cứ tưởng tượng đi. Thành ra chị nghĩ là nhưng mà Phi Nhung ra đi để lại cho đời rất là nhiều những tác phẩm những kỷ niệm, những lời hay ý điệp, những tình thương, những đứa con, những này kia. Thì chị nghĩ rằng đó là cái spirit, cái tâm hồn và cái tinh thần của Phi Nhung nó sẽ sống mãi. Không có một người nghệ sĩ, chị nghĩ là trước là có Chí Tài, bây giờ là có Phi Nhung. Dạ. Chị muốn tiếp lời chị Thủy một tí thôi. Chị Thủy nói là Phi Nhung là lúc nào cũng lo cho trung tâm Thúy Nga đó. Thì cái tính Phi Nhung đó rất là người hùng, là khi nào mà có cái chuyện gì là muốn đứng ra cáng đáng hết. Ví dụ Trấn Thành vừa kể là sang đây thì Phi Nhung đưa Trấn Thành đi coi đó. Khi chị mới về Việt Nam cũng vậy. Tất nhiên là chị chưa bao giờ cần Phi Nhung làm cái gì, nhưng mà chị cũng biết là khi mà chị cần một cái gì là Phi Nhung là sẵn sàng ra. Và những cái ngày mà những cái tháng cuối cùng trước khi mà về Mỹ lại đó, thì như là chị nói chị không có theo dõi tin tức, nhưng mà Phi Nhung có text cho chị nói: Chị đừng lo nha, có cái gì là em sẽ lo và em sẽ bảo vệ hết các chị em. Thì lúc đó chị không có biết, chị nói: chị có cái gì cần bảo vệ nữa. Chị là không có bao giờ theo dõi tin tức chị, nhưng mà chị đừng lo. Ví dụ nghệ sĩ hải ngoại của mình, nhất là hải ngoại chỉ có mấy đứa thôi, có cái gì là em lo hết. Thành ra mấy hôm nay em đã chạy ngược chạy xuôi, em lo. Chị không biết, nhưng mà cái tính là bao giờ cũng muốn đứng ra và lo cho mọi người, cần là sẽ có một người protection đó, như chị nói đó. Vừa mới than chị đừng lo khi nào hết để em giới thiệu chị đi show hay là đó là cái tình cảm mà Phi Nhung dành cho những người đồng nghiệp. Chị cũng xin nói thêm một cái điều này nữa là
Tự nhiên chị bị một cái em nói tiếp đi để chị suy nghĩ sao. Đó là lời chia sẻ của riêng chị Kỳ Duyên thôi. Còn riêng đối với Khánh Hoàng thì có rất nhiều những kỷ niệm với Phi Nhung. Từ lúc Phi Nhung về Việt Nam quay những cái MV, là thực sự Phi Nhung là một người mà có rất nhiều sản phẩm, một trong những ca sĩ có rất nhiều sản phẩm và từng hát cho rất nhiều trung tâm, mà còn đi đóng phim nữa, đóng phim bên Hồng Kông nữa, đi phim bộ Hồng Kông nữa, Trạng sư may mắn, rồi đóng phim, đóng kịch, đóng cải lương. Chị cũng không hiểu sao chị nhớ có một lần có một cái festival gì rất là lớn bên China, ở An Ninh hay Quảng cái gì đó. Mà có Phi Nhung xuất hiện. Phi Nhung đại diện cho Việt Nam. Khánh Hoàng chọc Phi Nhung lên. Cái festival rất là lớn nghe, cả trăm ngàn người đó nghe. Thành ra chị tối thì nói cô này là cái thật sự cái cổ có một cái, nó gọi là cái destiny rất là lạ lùng. Và rất là extraordinary. Rất năng động vậy ha. Lúc nào cũng năng động, cũng kiếm ra những gì phải làm. Chị nghĩ là trong cái livestream này khán giả chắc ai cũng muốn biết là cái tang lễ của Phi Nhung lúc nào. Thì bây giờ đó thì chị chỉ biết là gia đình cho Trung tâm Thúy Nga cho chị biết là đang chuẩn bị tang lễ. Thì giờ ngài sẽ báo cho quý vị. Và chắc chắn là tại vì tình hình Việt Nam bây giờ cũng biết là Covid, thành ra mọi người không có thể tụ tập được. Thành ra đó, nếu mà đối với riêng chị cũng xin nói cái này trên livestream cho mọi người biết, đối với Trung tâm Thúy Nga thì nếu mà bên Việt Nam được làm tang lễ bình thường giống như là hồi anh Chí Tài mà không có bị Covid thì anh chị sẵn sàng bay về Việt Nam lo hậu sự cho Phi Nhung, mặc dù phải cách ly 7 ngày rồi lo hậu sự cho Phi Nhung và ở đó mấy ngày về cũng được, giống như anh chị đã từng bay về Việt Nam 2 ngày thôi để dự tang lễ của bác Phạm Duy. Thì em thấy không, thật ra đối với Trung tâm Thúy Nga thì ra như vậy, thì chị muốn Phi Nhung có một cái tang lễ thật xứng đáng với tên tuổi của Phi Nhung. Thành ra và Phi Nhung phải về Mỹ với Wendy, tại vì Phi Nhung đã muốn về Mỹ nhưng mà không về được, thành ra thất hứa với con, tội nghiệp bé quá. Thành ra Trung tâm Thúy Nga chị sẽ đứng ra lo tang lễ Phi Nhung tại Mỹ và để cho có một cái tang lễ nó xứng đáng với tên tuổi của Phi Nhung, chứ không phải là Trung tâm Thúy Nga muốn dành làm thế này thế kia, thì đừng có bao giờ hiểu cái chuyện đó. Chị muốn xác định thêm lại một cái lần nữa, tại bên Việt Nam không làm được trong lúc này. Thành ra tại Mỹ chúng ta làm được thì chị sẽ đứng ra làm cái đó, với tất cả những cái gì chị làm đều hỏi ý kiến của Wendy. Đúng rồi, là làm như thế nào, con muốn cô làm như thế nào, như thế nào, màu hoa ra sao, mẹ thích màu hoa gì, tất cả là đều làm theo ý của Wendy hết. Và mình cũng phải nhớ là Phi Nhung khi còn sống, Phi Nhung như thế nào, để khi mình làm cái này chắc là Phi Nhung sẽ vui. Đó. Thành ra đó là chị muốn nói cái việc này ngày hôm nay, để mọi người đừng có nghĩ là Trung tâm Thúy Nga đằng sau bắt thế này đem xác Phi Nhung về như thế. Những cái tin đó chị nói thiệt là rất là, quý vị suy đoán rất là tầm bậy. Quý vị không biết cái tình nghệ sĩ, cái tình thương giữa chúng tôi, giữa trung tâm và nghệ sĩ như thế nào, giữa gia đình, con cái như thế nào, thì quý vị đừng suy đoán và đừng bao giờ đem những cái câu nói ra để câu view. Cái đó là tôi muốn nhấn mạnh ngày hôm nay. Và quý vị phải nhớ là tại sao Trung tâm Thúy Nga phải làm cái tang lễ của Phi Nhung tại Mỹ. Nó là như vậy, rất là giản dị, rất là giản dị. Vâng, Khánh Hoàng cũng xin tiếp lời với Dì Tô Ngọc Thủy là trong vòng 2 năm vừa qua chúng ta đã chứng kiến rất nhiều sự mất mát rồi quý vị. Từ sự mất mát rất đột ngột của nghệ sĩ Chí Tài, của nhạc sĩ Lâm Phương, của cô Lệ Thu, của anh Quốc Anh, rất nhiều những nghệ sĩ, và gần đây là sự mất mát của nữ ca sĩ Phi Nhung. Cho nên tất cả quý vị khán giả mà yêu mến nghệ thuật, yêu mến những anh chị em nghệ sĩ đã đóng góp cho nền văn hóa nghệ thuật của chúng ta, những bài hát, những tác phẩm để mà chúng ta có thể giải trí trong suốt cuộc đời này, thì quý vị đừng dùng những lời cay nghiệt khi mà chúng ta chưa biết rõ điều gì cả. Mà cho dù quý vị biết rõ rồi 100% thì xin quý vị hãy nói những điều dễ nghe một chút xíu, để cho những người làm chương trình như là Trung tâm Thúy Nga và những người nghệ sĩ chúng tôi có thể vững tâm làm tiếp những chương trình tiếp theo. Quý vị đã từng theo dõi những chương trình tang lễ của anh Chí Tài do Trung tâm Thúy Nga thực hiện, chương trình tang lễ của nhạc sĩ Lam Phương do Trung tâm Thúy Nga thực hiện, quý vị thấy là nó rất trang trọng và đúng nghi lễ như thế nào, thì chắc chắn nữ ca sĩ Phi Nhung cũng sẽ được tổ chức thật trang trọng như vậy, theo đúng cái tên tuổi của Phi Nhung, theo đúng sự yêu mến của khán giả dành cho nữ ca sĩ Phi Nhung. Cho nên tất cả quý vị khán giả hãy yên tâm, chúng ta hãy dành những lời đẹp đẽ nhất cho nhau, quý vị nhé. Nó không phải chỉ như vậy, nhưng mà riêng Kỳ Duyên thì nghĩ rằng là trong cái thời gian này, mọi chuyện nó đang điên đảo lên. Ai trong chúng ta cũng đều biết, Kỳ Duyên chắc chắn đều biết một người thân đã mất vì Covid. Tại vì ở bên Mỹ là 700.000 người đã mất rồi mà. Ở Việt Nam cũng vậy.
thì nó đã quá tang thương, tại sao chúng ta lại còn gây những cái tổn thương thêm? Nếu chúng ta muốn câu view để có thu nhập, để được nổi tiếng đó, nó có nhiều cách để làm. Không phải đây là cái lúc mà mình mang nhau ra, tại vì cả thế giới đều đang chao đảo rồi, tại sao mình không mang những cái năng lượng tốt? Và nếu quý vị đang coi Facebook, đang coi gì đó, quý vị làm ơn đừng có coi những cái tin hoặc những cái người chỉ sống bằng cách chửi người khác. Tại vì nếu mà những người đó họ đã tài giỏi thì họ đã tự nổi tiếng, hay là họ đã tự có nhiều cái view rồi. Nhưng nếu cái nổi tiếng và cái sự view của họ sống bằng cách mang những người khác ra chửi, thì những người nổi tiếng, những người và những người khác Duyên không dám nói, nhưng riêng Phi Nhung và sở dĩ hôm nay Duyên có mặt trên đây, Duyên chỉ muốn nói với quý vị một lời duy nhất: quý vị đừng có tin những cái tin ai nói gì về Phi Nhung, nhất là với chuyện tiền bạc, với chuyện lợi dụng con cái mình để kiếm tiền. Cái đó không bao giờ có. Kỳ Duyên chưa bao giờ, tiếng Mỹ gọi là stake my reputation, là mang cái danh dự của mình ra để nói cho ai. Hôm nay Kỳ Duyên mang cái danh dự của mình để khẳng định với quý vị chuyện đó không bao giờ có. Tại sao Kỳ Duyên muốn nói? Phi Nhung lúc còn sống đó, Phi Nhung không bao giờ muốn nói cái chuyện này, không bao giờ muốn đôi co, muốn yên lặng. Nhưng Duyên nghĩ đó, yên lặng vì cái cuộc đời nghệ sĩ còn dài thì người ta sẽ tìm hiểu. Nhưng tới mức này, khi Phi Nhung ra đi thì người ta nói rằng là chỉ còn cái tiếng để lại. Và Kỳ Duyên lên đây vì Kỳ Duyên muốn một cái con người đã đóng góp suốt cuộc đời như vậy, quý vị không vì nghe ai ai đó nói mà đạp đổ hết. Vì Phi Nhung không có ở đây để mà chứng tỏ thêm, thì Duyên chỉ muốn nói như vậy thôi. Chị Kỳ Duyên nói điều này làm Khánh Hoàng nhớ đến người sư phụ cũng có từng nói với Khánh Hoàng. Khi mà chúng ta phạm một lỗi lầm gì đó, thì có thể chúng ta vô tình hay là chúng ta không có ý phạm lỗi lầm đó, thì điều đó còn nhẹ hơn là những điều mà vu khống. Bởi vì điều vu khống là chúng ta đã áp đặt cái tội đó vô một người khác để mà hại người khác. Cái điều đó còn nặng hơn là chính bản thân chúng ta phạm tội nữa. Cho nên khi mà chúng ta chưa biết điều gì, chúng ta đừng ném đá nha quý vị. Hãy bình tâm suy xét một vấn đề gì đó, và chúng ta muốn biết rõ về cái người đó, thì Khánh Hoàng nghĩ rằng có cách cũng khá hay, đó là chúng ta có thể lên trang Facebook cá nhân để theo dõi những cái sinh hoạt của người đó. Và trong trang Facebook cá nhân của Phi Nhung, chúng ta thấy là những hình ảnh của những người con, những hình ảnh của Wendy, những hình ảnh về tập thể dục. Chúng ta chưa thấy những hình ảnh nào Phi Nhung khoe mẽ là có nhà cao, cửa rộng, xe sang, hay là đi du lịch những nơi đắt tiền cả. Phi Nhung không có mang những cái đó, mà chưa bao giờ, như Duyên nói là lần đầu tiên đó, là đi cái resort là lần đầu tiên trong đời đó. Vâng, và cũng rất mộc mạc. Và cũng không có một lời chửi rủa người nào. Và không bao giờ thấy tay Phi Nhung đeo một cái jewelry hết. Không bao giờ đấy đeo hột xoàng hay đeo cái gì hết. Đúng rồi, và hiện tại bây giờ chúng ta không biết là Phi Nhung có cái gì nữa, cho nên tất cả những gì Phi Nhung còn để lại cho đời, như chị Thủy nói, là những tác phẩm bất hủ của Trung tâm Thúy Nga và nhiều trung tâm khác, cũng với những người con mà Phi Nhung đã đặt tình yêu thương của mình nuôi nấng trong mấy năm qua, và đặc biệt là người con Wendy còn lại đang bơ vơ vì bị một cú sốc rất lớn, mất đi người mẹ thân yêu của mình. Mong rằng tất cả quý vị khán giả chúng ta hãy góp lời cầu nguyện thương yêu Phi Nhung và thương yêu những người còn ở lại, những người thân bên cạnh Phi Nhung. Dạ, thưa chị, thêm một điều nữa là Phi Nhung đó, thì Wendy tâm sự với chị cũng là sanh đứa con thứ hai là tháng 1 năm 2021. Thì Phi Nhung rất là mong muốn về để thăm đứa cháu ngoại chứ. Bây giờ thằng bé nó 7 tháng rồi, 7-8 tháng rồi, nó rất là dễ thương. Chị mới gặp nó nữa đây nè. Thì em thấy không, thì ai lại, mình đã từng làm mẹ rồi, rồi khi mình làm bà mình còn nôn nóng hơn, mà tại sao Phi Nhung không về? Thì nó phải có một cái lý do gì đó nó cao quý hơn và nó cao cả hơn để Phi Nhung ở lại, là Phi Nhung giúp những đồng bào, những người cơ nhỡ, những người đang bị Covid tại Việt Nam, mà mình biết ngay tại Sài Gòn nó rất là đau thương. Đó, thành ra thì chị cũng xin đó là Trung tâm Thúy Nga hôm nay đặc biệt cảm ơn gia đình của Phi Nhung, quản lý của Phi Nhung, tất cả những người con của Phi Nhung đã cho Trung tâm Thúy Nga cái bài hát cuối cùng của Phi Nhung, Hai ơi đừng qua sông. Thì trước khi chúng tôi
hết cái live stream này thì chúng tôi sẽ có một cái clip mà Phi Nhung nói về cái bài hát này. Và sau đó thì xin quý vị qua trang YouTube của Thúy Nga để xem bài hát Hai ơi đừng qua sông của Phi Nhung. Hoặc một là mình sẽ hát. mình sẽ để link cái link của cái bài đó trên quý vị có thể click vào nghe. Trong tương lai sắp tới, trong những ngày tháng sắp tới thì trên trang nhà chính thức của Trung tâm Thúy Nga thì sẽ thông báo chi tiết. Trang của Phi Nhung. Trang của Phi Nhung sẽ thông báo chi tiết về cái chương trình tang lễ của Phi Nhung sẽ được diễn ra như thế nào, theo nghi thức nào và tại địa điểm nào. Mong rằng tất cả quý vị khán giả hãy cập nhật trang nhà của Thúy Nga Press by Night và của trang Phi Nhung để biết rõ hơn về tang lễ này. Và trước khi chúng ta chia tay thì chắc mình mời khán giả coi cái clip của Phi Nhung. Nhưng mà mình có phải nói thêm đây là cái clip mà Phi Nhung sau khi hát cái bài đó và cái cảm xúc của Phi Nhung nó rất thật sau khi hát cái bài đó. Và sau đó là chúng ta sẽ để một cái link để quý vị có thể coi cái bài đó. Cái clip đó cũng là cái buổi kết thúc của live stream này. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Và xin chào tạm biệt quý vị. Em làm chứ không có được. Cái bài hát này em nó buồn lắm. Kỷ niệm trong cuộc đời bài hát Hai ơi đừng qua sông tặng cho em không? Cũng là em luôn á. Mày muốn tao có chuyện gì là mày nuôi tao suốt đời á, tao nói trước rồi đó.